Sau mũi tiêm vaccine Nanocovax thứ hai, đến nay 100% tình nguyện viên tiêm vaccine đều sinh kháng thể trong máu và đang tiếp tục theo dõi sức khỏe. Học viện Quân y đã huy động đông đảo bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên tham gia quá trình thử nghiệm để có thể sẵn sàng triển khai thử nghiệm giai đoạn 3 cùng một lúc trên 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhiều khu công nghiệp và cơ sở kinh doanh đang tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần cho nhân viên và công nhân để bảo đảm phát hiện nhanh ca bệnh nếu có và nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh tại nước ta. Những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch được đánh giá là nhóm đối tượng dễ bị tấn công bởi COVID-19. Vậy cụ thể, đó là những ảnh hưởng gì và làm sao để bệnh nhân tim mạch có thể bảo vệ mình trước dịch bệnh này? Đó là những nội dung chính sẽ có trong 10 phút sắp tới của chương trình. Quý vị và các bạn đang theo dõi Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự kiến đầu tháng 6 năm 2021, giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax sẽ tiếp tục được triển khai nhằm mục tiêu đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine với liều tiêm 25 microgram. Sau 3 tháng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, đến nay số lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 của tất cả tình nguyện viên đều tăng. Các nhà khoa học nhận định, tín hiệu tích cực này là cơ sở quan trọng để các lực lượng nghiên cứu sẵn sàng triển khai, đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine ngừa COVID-19 Made in Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine Nanocovax đã đi được gần hết chặng đường. Các tình nguyện viên tiếp tục được theo dõi sức khỏe đến hết 6 tháng, tính từ thời điểm tiêm mũi đầu tiên. Giai đoạn 3 nhằm mục đích đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng, được thiết kế ở nhiều trung tâm, mở rộng sang các địa phương khác với số lượng mẫu nhiều hơn chỉ với một liều tiêm. Dựa theo kết quả đánh giá, Hội đồng Đạo đức Quốc gia trong nghiên cứu y sinh học chọn tiêm thử nghiệm liều 25 microgram. Dự kiến thử nghiệm giai đoạn 3 có số lượng tình nguyện viên khoảng 13.000 người. Học viện Quân y hiện đã huy động nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên tham gia vào quá trình thử nghiệm để có thể sẵn sàng triển khai cùng lúc tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cũng liên quan tới các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế mới đây đã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp cần tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần cho người lao động. Các đối tượng phải xét nghiệm hàng tuần bao gồm toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp như ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc. Đồng thời xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành phải quản lý chặt chẽ người lao động đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao. Thưa quý vị, sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 chủng mới trong thời gian vừa qua đã tạo ra những thách thức to lớn cho hệ thống y tế toàn cầu do sự lây lan nhanh chóng của virus. Thậm chí, ngay cả những bệnh nhân đang trong giai đoạn ủ bệnh cũng có thể lây cho người khỏe mạnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao nhất bao gồm những người trên 60 tuổi và những người mắc bệnh lý nền, đặc biệt là tăng huyết áp và tim mạch. Vậy, những ảnh hưởng của loại virus này tới những bệnh nhân tim mạch khi mắc phải là gì? Và trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam vẫn chỉ đang trong giai đoạn tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho những đối tượng ưu tiên, thì làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch trước sự tấn công vô hình đó? Với những người khỏe mạnh, việc nhiễm virus SARS-CoV-2 đã là một đe dọa tính mạng. Nhưng những bệnh nhân tim mạch thì vấn đề còn đặc biệt nghiêm trọng hơn. Virus mới này ban đầu sẽ tấn công vào phổi của người bệnh, nhưng càng ngày người ta càng thấy rõ kết cục xấu nhất đối với người mắc COVID-19, đó là tử vong, thì lại liên quan nhiều đến tim mạch. Nó chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 10,5% trong tỷ lệ tử vong ở các loại bệnh lý nền. Xác suất của tất cả mọi người đều giống nhau, nhưng tuy nhiên nếu mà sức đề kháng kém cộng với bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh suy thận hoặc là những cái bệnh nền như là tuổi cao, như là sức đề kháng giảm hoặc là bệnh suy giảm miễn dịch thì khả năng bị nhiễm COVID nó sẽ cao hơn so với những trường hợp khác. Bệnh nhân bị bệnh tim mạch cần ý thức được họ là nhóm nguy cơ rất cao về nhiễm bệnh.
cũng như các biến chứng nặng xảy ra nếu không may bị nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, một số triệu chứng của bệnh nhân tim mạch lại cũng rất dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng nhiễm COVID-19 như là khó thở, đau ngực. Như hội tim mạch cũng đã ngay từ đầu thì cũng đưa ra những cái hướng dẫn cho người bệnh, thì khi người bệnh có những triệu chứng như là sốt này, ho này, đau ngực, khó thở, nhìn chung và quan trọng nữa là có một những cái yếu tố về dịch tễ thì chúng ta nên đến một cái cơ sở y tế gần nhất để chúng ta được sàng lọc và phân loại xem có thực sự là có nguy cơ là bị nhiễm virus corona không, hay đấy là những cái biểu hiện của những cái đợt bệnh lý tiến triển của bệnh lý tim mạch, và từ đấy thì để có cái hướng chẩn đoán cũng như là xử trí kịp thời cho bệnh nhân. Bệnh nhân tim mạch lại thường là những bệnh nhân cần được theo dõi dài hạn, dùng thuốc dài ngày. Một số thuốc điều trị bệnh lý tim mạch lại cần được theo dõi định kỳ xét nghiệm, cũng như có thể tương tác hoặc bị ảnh hưởng khi phải điều trị bởi các thuốc khác. Bản thân bệnh COVID nó đã có các triệu chứng của bệnh tim mạch như là đau ngực, khó thở, ho, rồi suy hô hấp. Nhưng khi mà trên cái nền mà bệnh nhân bị tim mạch thì khả năng đấy bệnh đấy nó sẽ nhiều hơn, nó nặng hơn và làm cho chúng ta sẽ bị nhầm tưởng sang bệnh khác và cái việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là gì? Là bản thân bệnh tim mạch là bệnh bản thân đã khó, bệnh nền đã rất nặng và bệnh nhân phải dùng nhiều thuốc. Và khi nhiễm COVID thì cái việc đấy nó sẽ gượng nhân lên gấp 2 lần, 4 lần, thậm chí 8 lần và thậm chí gấp 16 lần, tức là nhân theo cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng. Và chính vì thế cái việc của chúng ta dự phòng, chuyện điều trị cũng như là phát hiện sớm rất quan trọng cho những bệnh nhân tim mạch. Vốn có bệnh lý mạch vành, đã phải thực hiện đặt stent tới 3 lần, cô Thùy tại Hà Đông, Hà Nội ý thức được rằng sức khỏe là vốn quý và bản thân cần hiểu biết và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, không cực đoan trong giai đoạn dịch bệnh để duy trì hiệu quả tối đa của những lần phẫu thuật tim mà cô đã trải qua. Dịch bệnh thì mình cũng không có ngại gì cả. Mình đến khám theo bác sĩ chỉ định. Đó là cứ 56 ngày thì đến kiểm tra một lần. Lần đầu tiên thì là 1 tháng thì đến một lần. Lần thứ 2 thì là 2 tháng đến một lần. Phòng chống thì vào trong viện thì vẫn phải diệt khuẩn tay chân rồi. Thế mới đeo khẩu trang. Các bệnh nhân tim mạch và người thân nên tỉnh táo, không hoang mang và nên biết cách tự theo dõi diễn biến của bệnh. Đặc biệt, không nên vì lo sợ bản thân sẽ có nguy cơ cao nhiễm bệnh khi ra ngoài hay khi tới khám tại bệnh viện mà bỏ qua những lần khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Điều này vô tình có thể dẫn đến việc làm nặng thêm tình trạng bệnh lý. Theo khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch lớn trên thế giới, cũng như các ủy ban kiểm soát bệnh tật CDC trên thế giới, những bệnh nhân có nguy cơ cao, trong đó có bệnh nhân tim mạch, trước hết cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo chung cho mọi người dân của cơ quan y tế tại địa phương. Thì những cái bệnh nhân tim mạch thì tốt nhất là anh phải tuân thủ đúng cái việc tuân thủ điều trị, tuân thủ không được phép bỏ thuốc, đi tái khám lại định kỳ và thường xuyên. Tuy nhiên thì bây giờ dịch bệnh nó liên quan đến vì dịch COVID xảy ra thì chúng ta thấy chưa bao giờ cái chuyện khám từ xa, cái chuyện tư vấn từ xa và thông qua mạng online rất là quan trọng. Thì bây giờ có rất nhiều hình thức là đưa ra khám bệnh từ xa, khám bệnh online và tư vấn thông qua điện thoại, thông qua tổng đài cũng như là thông qua các những cái bác sĩ quen của mình để duy trì cho việc điều trị của mình cũng như chuyện dùng thuốc của mình nó ổn định. Bệnh nhân tim mạch điều trị ngoại trú cần liên hệ hoặc tìm ngay số điện thoại liên hệ với các nhân viên y tế địa phương và bác sĩ điều dưỡng chuyên khoa tim mạch đang theo dõi sức khỏe cho bản thân. Nếu chưa có liên lạc của chuyên khoa tim mạch, cần tìm cách thiết lập ngay mối quan hệ này thông qua các thầy thuốc đa khoa ở địa phương mà mình đang có hoặc qua đường dây nóng về y tế ở địa phương. Dẫu vẫn biết, nhóm bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch là nhóm đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng và có thể sẽ có những tiến triển xấu đi rất nhanh nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên thì không vì thế mà bệnh nhân tim mạch chỉ chú ý vào dịch mà quên mất rằng bệnh tim mạch của họ vẫn đang tiến triển. Do vậy, bệnh nhân tim mạch vẫn hết sức chú ý trong việc chăm sóc bản thân và tuân thủ điều trị, trước hết là với các bệnh lý tim mạch theo chỉ dẫn của bác sĩ trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Và đến đây thì chương trình Sống Khỏe tuần này xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!